Tân Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm qua ở trên Zalo có một vị khách có đề cập đến vấn đề là LNG ơi, làm một cái video về đá phong thủy dành cho những người mệnh hỏa. Thì trong những cái lần mà em tư vấn với khách á, thì hầu như là em có chia sẻ về những cái dòng đá mà nó thuộc cho mệnh hỏa. Thì những cái dòng đá đó, có những cái dòng đá mà nó có màu sắc nó thường xuyên có thì không nói hả quý vị ha, có một số những cái dòng đá mà có thể là màu sắc của nó hiếm có trên thị trường hả quý vị ha, và hiếm có trong cái dòng khoáng sản đó. Ví dụ như là kim cương hồng đi, thì quý vị có thể thấy là chúng ta xài kim cương trắng, kim cương xanh, kim cương vàng vân vân các kiểu thì chúng ta có, nhưng mà có một số là nó rất là hiếm, nó không có hả quý vị ha. Thì ở cái video này thì chúng ta sẽ xem những cái dòng đá nó tương hợp với mệnh hỏa và tương sinh cho mệnh thổ hả quý vị ha, là thuộc những cái dòng đá có cái tên gọi là gì, và có cả những viên đá hiếm trong một cái dòng đá đó nữa hả quý vị ha. Rồi thì bây giờ LNG xin mời quý vị xem qua cái chỗ đá thô của chúng ta nha. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, trước khi đến với sản phẩm thì chúng ta sẽ đến với cái dòng đá thô để chúng ta hiểu được cái xuất thân của những cái viên đá trang sức của chúng ta ha, nó sẽ đến từ đâu và nó như thế nào. Thì trước mắt chúng ta đây là những cái viên đá thô di công của Buôn Hồ, được khai thác từ vùng phía vùng Tây Nguyên ha quý vị ha. Và ở Việt Nam chúng ta thì LNG đặt cái niềm tin và chọn lựa ở cái dòng đá này là ở cái hàng di công Buôn Hồ và di công Phan Thiết ha quý vị ha. Và như quý vị thấy trước mắt chúng ta đây thì cái dòng di công này, cái thế mạnh của nó là những cái tông màu như là màu cam, màu cánh gián ha quý vị ha, và màu nâu đó. Thì với cái tông màu đó là nó thuộc là thế mạnh dành cho các anh chị em, dành cho những quý vị mà chúng ta thuộc mạng thổ ha quý vị ha, hoặc là mạng kim. Bởi vì màu vàng, nâu vàng cam là tương sinh cho mạng kim nhưng mà tương hợp với mạng thổ ha quý vị ha. Và ở cái dòng đá này thì em nói thẳng với quý vị rằng là đôi khi người ta nhập về, đôi khi người ta khai thác về ha quý vị ha, trong một ký đá hoặc là 2-3 ký đá thì những cái viên màu đỏ, những cái viên di công màu đỏ ha quý vị ha, em xin nhấn mạnh là những cái viên di công màu đỏ nó rất là ít luôn, trữ lượng của nó rất là ít luôn. Thì trong tất cả những cái dòng đá, có một số dòng đá là nó có những cái màu thì rất là nhiều, rất là dễ có, và trong cái lô hàng thì đại đa số là nó những cái màu đó. Nhưng mà có một số màu nó gọi là màu hiếm hả quý vị ha, bởi vì thành phần bên trong nó tạo nên sắc tố, thì những cái viên đó thì nó lại giá thành rất là cao hả quý vị ha. Bởi vì một lô đôi khi chúng ta chỉ được một vài viên thôi. Thì ở đây lát nữa chúng ta sẽ xem qua những cái viên di công màu đỏ khá là to hả quý vị ha. LNG đã lựa ra và sàng lọc ra để mà mài những cái viên di công màu đỏ rất là đẹp. Thì lát nữa đây chúng ta sẽ xem qua thành phẩm. Và bây giờ chúng ta lại đến với một cái dòng đá thô khác thuộc mạng hỏa luôn hả quý vị ha, theo cái video ngày hôm nay muốn trình bày với quý vị. Rồi thì mời quý vị xem qua dòng đá khác nha. Vâng, và tiếp theo đây là một trong những cái viên đá sờ phi neo của Lục Yên Bái hả quý vị ha. Và quý vị thấy là chúng ta có những cái em si lửa hả quý vị ha, với cái màu đỏ huyết, màu đỏ rực lửa. Thì ở cái dòng sờ phi neo Lục Yên Bái với cái tông màu như thế này, và cái tông màu si coban, tức là màu xanh coban này hả quý vị ha, thì ở Lục Yên Bái của chúng ta nó rất là kham hiếm và giá của nó cũng rất là cao hả quý vị ha. Khó mà để chúng ta có thể sở hữu một cái viên thành phẩm, bởi vì ở cái dòng này từ khi còn là thô nó cũng đã có giá trị rồi hả quý vị ha. Với những cái viên đá thô sạch, màu sắc đẹp thì nó đã có giá lên đến vài triệu hay là vài chục triệu rồi hả quý vị ha, chưa nói đến cái chuyện mài. Bởi vì cái phần mài á, nó còn phụ thuộc vào cái yếu tố kỹ thuật về cắt, các kiểu đồ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là
dòng Sofinel. Thì ở bên L&G thì có rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng ta giới thiệu đến quý vị những cái tông màu hiếm của Sofinel, những cái tông màu mắc tiền ha, là những cái viên si xanh coban và những cái viên si lửa đó. Thì ở cái dòng Sofinel thì L&G còn được những cái viên đá thô, những cái viên tinh thể cho quý vị xem ha, chứ hàng tụt ma linh mà màu hồng màu đỏ là L&G mài hết trơn, không còn viên nào luôn. Thì ở đây là chúng ta nói về cái dòng đá cũng thuộc về mạng hỏa ha quý vị ha. Những cái viên Sofinel này là tương hợp với mạng hỏa nè, và tương sinh cho mạng thổ ha quý vị ha, khá là đẹp luôn đó. Và điều đặc biệt là khi quý vị làm trang sức bên L&G thì được khai vận đàng hoàng hẳn hoi ha quý vị ha, để chúng ta trải nghiệm phong thủy một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, xác thực nhất ha quý vị ha. Rồi bây giờ L&G mời quý vị qua tới cái dòng đá thô khác ha, để chúng ta hiểu thêm nhiều về nhiều dòng đá thuộc cái mạng hỏa của chúng ta hay là mạng thổ của chúng ta nha. Và tiếp theo là một cái dòng nữa, nó là cái dòng Garnet Horolay hay còn gọi là hồng ngọc lụ ha quý vị ha. Thì với cái dòng Garnet Horolay này thì như quý vị cũng có thể thấy là nó cũng khá là rực lửa. Đấy, nó cũng khá là rực lửa, nhưng tại sao nó lại giá thành của nó lại kém hơn cái hàng Sofinel của Lục Yên bán chúng ta, trong khi nếu như mà mài ra thì cũng là 8-10 so với nhau ha. Thì bởi vì cái dòng Garnet Horolay này như quý vị có thể thấy là số lượng màu đỏ và nó tươi như thế này thì nó rất là nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về độ cứng, thì cái dòng Garnet Horolay này độ cứng của nó không cao bằng Sofinel, bởi vì thế giá thành nó thấp hơn quý vị ha. Bởi vì gói gọn một điều như vậy, nó cái trữ lượng của nó nhiều hơn Sofinel đỏ, độ cứng của nó thấp hơn Sofinel đỏ, và lửa của nó thì chắc hẳn là sẽ không bằng Sofinel đỏ rồi đó. Từ đó suy ra cái giá thành của dòng Garnet này thì nó thấp hơn Sofinel không quý vị ha. Và điều quan trọng ở đây là cái dòng Garnet này thì những cái viên mà màu xanh lá, rồi những cái viên mà màu màu cam, màu vàng ha quý vị ha, hoặc là màu tím, thuần cam, thuần vàng hoặc là thuần xanh lá thì giá của nó rất là cao. Nếu như mà quý vị sở hữu một cái viên Garnet mà 5CT mà thật là sạch, đạt chuẩn, thì em bảo đảm với quý vị là cầm 100 triệu cũng không có thể nào xài được viên như thế ha quý vị ha. Không dưới 100 triệu đâu để mà chúng ta sở hữu một viên Garnet màu xanh lá ha quý vị ha. Và đây là cái dòng Garnet mà như các anh chị mà đồng hành với L&G từ xưa cho đến nay một khoảng thời gian dài thì chắc không xa lạ gì với dòng Garnet này, và em cũng đã chia sẻ ha quý vị ha. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem về cái những cái thành phẩm của dòng Garnet Horolay này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thạch anh tím và hàng tourmaline, là hai dòng đá nữa cũng có những cái viên thành phẩm tương hợp với mạng hỏa của chúng ta và tương sinh cho mạng thổ. Mời quý vị cùng em xem qua những cái viên đá của chúng ta kế tiếp ha quý vị ha. Vâng, ở khúc này thì chúng ta khoan hãy quay về thô nữa ha quý vị ha. Bởi vì có một số anh chị chúng ta mới tìm hiểu và mới biết đến đá thì cứ quay thô như không như thế này không, thì có thể là các anh chị lại chán không muốn xem. Bởi vì xem những cái viên đá thô như thế này, thằng khùng thằng điên này nó nói cái gì mà vài chục triệu, rồi vài triệu, vài trăm triệu, thì khách họ sẽ hoang mang ha. Bây giờ em sẽ nói sơ về thành phẩm và những cái viên đá của chúng ta ha. Ví dụ như đây là một cái viên tụt ma linh nè, to nè, đó. Và đây là những cái viên đá được mài ra nè. Ví dụ như đây là một cái viên đá Garnet Horolay ha quý vị ha, Natura Horolay Garnet ha quý vị ha. Còn Garnet thường là chỉ để là Natura Garnet thôi. Thì ví dụ như đây là một cái viên đá Garnet Horolay. Thì với những cái viên đá này nó hoàn toàn được khai thác trong thiên nhiên và tự nhiên, sau đó là chế tác và mài tạc ra. Và chúng ta có thể đem nó đi tới những cái trung tâm giám định về đá ha quý vị ha. Còn những cái viên đá mà quý vị mua ở ngoài tiệm vàng, cái nó có hộp đá của quý vị, thì những cái viên đó nó chỉ là thủy tinh mà thôi, không hề có năng lượng về phong thủy, thì quý vị cứ trải nghiệm rồi sẽ biết ha. Còn ở đây chúng ta có những cái viên đá, ví dụ như đây là viên Garnet Horolay nè, giám định rồi nè, thiên nhiên nè. Đây là viên Sofinel nè, cũng thiên nhiên luôn nè. Đây là viên Garnet Horolay cũng giám định rồi nè, thiên nhiên nè. Thì đến với L&G thì quý vị có thể thấy là những cái con thô của chúng ta mài ra, những cái viên đá hoàn toàn là thiên nhiên ha quý vị ha. Không phải như là thủy tinh hay là miễn chai trên những cái chiếc nhẫn mà các bạn mua. Bởi vì có một số bạn thì cứ nhầm lẫn
giữa cái những cái video của chúng ta là những cái viên đá y như là những cái viên đá ngoài tiệm vàng ha quý vị ha. Nó khác hoàn toàn luôn quý vị ạ. Bởi vì những cái viên đá của chúng ta nó không giống đá xây nhà, xây cửa ha quý vị ha. Nó có độ trong, độ tinh khiết nó như thủy tinh luôn và có màu sắc sặc sỡ. Nhưng mà chúng là những cái viên đá độ bền, độ cứng rất là cao. Thì đây là những cái viên tụt mà linh hồng mà LNG đã cho mài ha quý vị ha, và cũng đã bán hết một số rồi. Còn Sofinel thì em không có thể lên thành phẩm bởi vì Sofinel bên LNG tạm cháy hàng luôn. Vì em cung cấp từ Nam ra Bắc ha quý vị ha, cung cấp cho các tiệm vàng rồi cung cấp cho các hộ kinh doanh đá, nên thành ra là Sofinel bên LNG bây giờ chỉ còn vài viên mà thôi. Còn đây là cái dòng pin Sofi, tức là sapphire hồng ha quý vị ha, được mài hàng ly nè, à bé tí tẹo nè. Thì cái này nó cũng là thuộc mạng hỏa ha quý vị ha. Bởi vì sapphire nó nhiều màu nên nó phụ thuộc bổ mạng, còn ruby thì nó không phụ thuộc bổ mạng nha quý vị nhé. Còn đây là những cái viên đá thô thạch anh tím của chúng ta, quý vị có thể thấy là nó tím đậm tím lừ luôn. Thành ra nếu mà những cái viên thạch anh tím này mà mài ra thì nó sẽ rất là đẹp. Và một người kinh doanh đủ thông minh thì chúng ta chỉ có thể chọn cái dòng thạch anh tím này để mài ra sản phẩm, đó là hai dòng. Một là thạch anh tím của Brazil, hai là dòng thạch anh tím của Uruguay quý vị ha. Hai cái dòng thạch anh tím đó nó sẽ cho chúng ta những cái sản phẩm tuyệt đẹp, phải nói là thú vị luôn. Nếu như chúng ta có kiến thức và am hiểu về những cái giác mài thì nó sẽ cho chúng ta những cái viên đá phải nói là không chê vào đâu được luôn hả quý vị ha. Và ở đây thì em chỉ có một vài viên thạch anh tím. Lát nữa chúng ta sẽ xem cái lô hàng của chúng ta thì nó mới nhiều hơn quý vị ha. Đó, còn đây là những cái trái trâu được cắt từ dòng thạch anh tím nhạt nè quý vị. Bởi vì cái dòng này nó ở Việt Nam chúng ta. Còn đây là những cái viên tụt ma linh. Và nói về hàng tụt ma linh này á, thì những cái viên đá mà được khai thác ở Việt Nam của chúng ta thì chất lượng chỉ là để tạc tượng thôi quý vị ha. Còn mà để mà mài giác thì khó có hàng mà trong sạch đẹp để mà mài giác lắm. Nói chung là phôi tạc tượng thì nhiều, nhưng mà hàng tụt ma linh này mà đã quyết định chế tác trang sức thì chúng ta chỉ có thể chọn dòng tụt ma linh của nước ngoài mà thôi. Bởi vì nó đạt những cái yếu tố của một viên đá phan xét, đó là sạch, tinh khiết, nhiều màu, đủ khối. Đó, nó mới cho ra được một cái sản phẩm hoàn hảo. Thì việc lựa chọn là của quý vị. Quý vị có thể chọn bất kỳ cái nơi nào, bất kỳ hộ kinh doanh nào. Vấn đề là họ sẽ cho quý vị những điều như sau. Một là uy tín, hai là kiến thức về chế tác, ba là trách nhiệm. Những cái viên đá mà LNG chế tác và những cái sản phẩm vàng của LNG đều được bảo dưỡng 60 năm quý vị ha. Rồi thì bây giờ LNG mời quý vị, các anh chị, cô chú ha, cùng LNG xem qua những cái sản phẩm của chúng ta. Vâng, và đây là trước mắt chúng ta là một số sản phẩm thôi ha quý vị ha. Một số sản phẩm về dòng đá phong thủy hỗ trợ cho mạng hỏa và cũng là tương sinh cho cái mạng thổ ha quý vị ha. Và như trước mắt thì quý vị có thể thấy là rất là nhiều dòng đá xanh, đỏ, hồng, tím rồi ha quý vị ha. Thì em sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Đây là cái dòng Garnet Horolay. Đây là một cái dòng Garnet Horolay mà đá thô của nó thì quý vị cũng đã thấy rồi ha. Và cái hộp thì nó dơ dữ vậy trời. Đó, quý vị có thể thấy những cái viên đá của chúng ta ha, rất là nhiều hình dáng, rất là nhiều kích thước và rất là rực lửa luôn. Đó, lửa nó như là muốn bắn lên trên cái mặt của viên đá luôn nè. Thì đây là dòng Garnet Horolay. Và bên LNG của chúng ta á, thì như quý vị cũng có thể thấy đây, rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều kiểu dáng cũng như là kích thước lớn nhỏ ha quý vị ha. Không bao giờ gói gọn bởi cái sự lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể lựa, còn nếu như mà quý vị không thể lựa, đây còn hai cây nữa nè. Quý vị không thể lựa thì LNG sẽ lựa dùm cho quý vị ha. Cái vấn đề đó nó đơn giản lắm. Và nếu như chúng ta ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể ghé sang LNG chiêm ngưỡng được tất tần tật những cái dòng đá Việt Nam chúng ta có, và có thể lựa chọn cho mình những cái viên đá thật là thích hợp ha quý vị ha. Đây là thạch anh tím. Đó. Thì như trên trên đây thì quý vị có thể thấy là có những viên tím đậm nè.
Nó rất là dễ phân biệt quý vị ạ. À, những viên tím đậm này thì nó là xuất thân từ Brazil hoặc là Uruguay nè. Còn những viên mà còn lại mà nó nhạt nhạt á thì nó là hàng không phải của Uruguay hoặc là Brazil thôi quý vị ha. Và ở cái dòng đá mà thiên nhiên hạch ánh tím như thế này thì khi mà cái tông đậm như thế này thì khi mà mài nhỏ lại thì nó nhạt cỡ như này thôi quý vị ha. Còn những cái viên mà đã nhạt rồi mài nhỏ thì nó trắng chặt luôn. Đó là cái yếu tố mà đá thiên nhiên nó thường là như thế, chỉ có ở đá nhiệt thì hàng nhỏ nó mới đậm thôi. Và tùy theo dòng ha quý vị ha, như tụt ma linh thì ở cái hàng nhỏ nó vẫn hạ sáng màu. Đó. Đây nè. Đây là những cái viên hạch anh tím ha quý vị ha. Với rất là nhiều kiểu dáng và rất là nhiều kích thước luôn. Đó, chúng ta đi qua hạch anh tím trước đi. Nhiều lắm quý vị ạ, à, nhưng mà LNG không có dám lấy ra hết, lấy ra hết rồi một hồi dọn vô nó cực. Bởi vì hiện tại LNG chỉ có thể làm một mình. Và dịch đợt này nếu mà lắng thì LNG sẽ có đội ngũ về hỗ trợ cho LNG ha quý vị ha. Lúc đó chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn. Hạch anh tím quá trời trời luôn á. Quý vị thích là ở đây chúng ta quý vị có thể thấy là những cái viên đá giác thường, giác xoàng, giác lõm, giác chuẩn rồi tùm lum các kiểu hết ha. LNG thì nói về cái kiến thức chế tác thì quý vị thích cái gì em chơi cái đó với quý vị luôn. Từ những cái kỹ thuật của Việt Nam nè, lẫn cả những cái kỹ thuật ở nước ngoài. Đấy. Thấy không? Quý vị thấy giọt nước đẹp không? Giọt nước với hạt gạo đồ này nọ rất là đẹp, rất là sắc nét. Đó là lý do tại sao mà các tiệm kim hoàn á, và những hộ kinh doanh họ lại lựa chọn bên LNG. Có thể là ngày hôm nay em quay cho quý vị xem đó, nhưng mà có thể là ngày mai nó không còn ha quý vị ha. Đó. Những cái viên đá của chúng ta màu tím nãy giờ đi chưa hết trời trời. Đó. Thì chúng ta đi qua cái dòng hạch anh tím trước ha quý vị ha. Sơ bộ về cái dòng hạch anh tím trước nè. Cái này là cái lô xấu xấu nhất mà em từng thấy ha quý vị ha. Nên bây giờ nó còn nè. Đó. Và kế đến là những cái trái châu. Đây là cái lô hàng mà dạng như là hạch anh tím nhạt nên thành ra em buồn buồn để mài trái châu chơi. Còn cái này là cái bông mai nè. Cái này làm cái cúc áo ha quý vị ha. Rất là đẹp. Đó. Rồi hạch anh tím đi qua. Dạt nó qua một bên. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái nào mà cho nó ít ít ha quý vị ha. À ruby đi. Đây. Thì nói đến ruby thì ruby của chúng ta nó không có phụ thuộc bổn mạng ha quý vị ha. Ruby chỉ có một tông màu, quý vị lưu ý rằng là ruby không phụ thuộc bổn mạng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bất cứ mạng nào chúng ta cũng có thể dùng được. Và sắp tới LNG sẽ làm một cái video, cũng có thể là không làm video mà livestream trực tiếp luôn. Nói về vật phẩm phong thủy, nói về những cái tượng Phật, những cái tượng Phật và những cái công dụng và những cái tính năng để mà chúng ta có thể sử dụng các cái tượng Phật một cách đúng nghĩa hơn ha quý vị ha, và một cách tốt nhất ha. Còn bây giờ thì chưa có. Đây là những cái viên ruby lục yên bái nè quý vị. Đó. Nó không rõ ta. Đó, đây là những viên ruby lục yên bái mài giác ha quý vị ha. Phóng gần lại coi. Đó. Và xuyên suốt thời gian qua em đã mài ha quý vị ha. Thì những cái hàng này là những cái hàng ruby lục yên bái chất lai thai cũng có nè. Hàng nước cơm, nước cháo, màn cháo rồi nọ vẫn còn. Còn đây là những cái viên ruby phi mà giác. Có viên này là lục yên với lại một viên nữa mà bán rồi. LNG bán mất tiêu rồi. Rồi kế đến thì chúng ta đến với cái hàng tutmalin. Tutmalin thì cái viên bự em cho quý vị xem đúng rồi không? Em cho quý vị xem rồi ha. Nhưng mà em đem cất rồi. Còn đây là spin sophie ha quý vị ha. Spin sophie. Sophie hồng. Ở cái hàng hồng này thì Sophie hồng này thì mấy cái hàng lớn thì em bán hết trơn rồi. Sắp tới lựa ra mài tiếp ha quý vị ha. Rồi chúng ta đến với tụt ma linh đi. Tụt ma linh rồi di công rồi. Còn nhiều nhiều lắm quý vị ơi. Đây. Tụt ma linh thì quý vị thấy nè. Đó. Như là em nói luôn ạ. Do cái tố chất của đá nên những dòng đá thiên nhiên khi chúng ta mài nhỏ lại thì chất đá nó nhạt đi.
Và có những cái dòng đá mà chúng ta mài nhỏ nhưng mà màu sắc và chất đá nó không có nhạt ha quý vị ha. Ví dụ như dòng tụt ma linh này thì một người kinh doanh thì ít ra phải hiểu được những cái vấn đề như thế này thì có thể mang đến những cái con hàng chất lượng để mà trao đến tay khách ha quý vị ha, dù nó ở kích thước nào đó, chứ không phải là người ta kêu à anh mài cho tôi cái viên hạch anh vàng hay hạch anh tím nhỏ 4 ly để tôi làm bông tai phải màu đậm đậm nha. Nghe là lo đi mài mà không biết là mài xong là nó sẽ bị nhạt màu, nó không bao giờ được đậm là thua ha quý vị ha. Đó là một cái kiến thức mà chúng ta cần biết để mà kinh doanh. Rồi kế tới là ở đây còn nữa đây. Đó, một đống tụt ma linh. Đó, quý vị có thể thấy ha. Hàng bé mà bé tẻo tèo teo nó vẫn đậm màu nè. Đó, hàng bé xíu luôn. Viên này thì chắc được 2 3 ly vậy đó, nhỏ xíu à. So với đầu ngón tay em là bé tí tẹo luôn. Quý vị thấy có nhiều màu sắc ha. Nói về tụt ma linh mà anh chị em nào mà chúng ta muốn tìm hiểu qua LNG, màu nào của tụt ma linh LNG cũng có cả. Đó, có cả màu y như xanh dương nữa nè, thấy không? Đó, quá trời trời. Đó, đi qua cái dòng tụt ma linh. Rồi, chúng ta đến một cái dòng đá nữa. Phải nói là nó cũng kham hiếm về cái sắc tố hỗ trợ cho mạng hỏa. Vì màu sắc của nó thường là hỗ trợ cho mạng thổ thôi quý vị ha. Đây, đây là cái dòng di công. Mà khi quý vị mới tiếp cận với đá và mới biết đến đá thì có lẽ là quý vị sẽ dễ nhầm lẫn nó với lại hàng Sphenel thôi quý vị ha. Vì ở trên video thật sự là đá của chúng ta nhìn thấy nó không có được rực lửa. Quý vị nào mà đã ghé LNG thì sẽ biết đến những cái viên đá của LNG. Nhìn bên ngoài là mê tiếp thò lò ha. Có thể là ngồi từ sáng đến chiều và nguyên ngày luôn. Không thể nào rời khỏi đam mê và cám dỗ được. Cái dòng di công này thì quý vị có thể thấy màu đỏ bên LNG cũng có nè ha. Và đây một viên nè. Màu này nó nâu rồi. Hai viên nè. Ba viên, bốn viên nè, năm viên nè. Sáu viên, bảy viên, tám viên nè. 9 viên nè. Đó. Để có 9 viên này là cả một vấn đề và cần một số lượng thô khá là to luôn. Đó. Rồi chúng ta qua cái dòng di công. Ở đây còn mớ nữa nè. À không, cái này garnet. Đây, đây là garnet Horolay ha quý vị ha. Màu tím, màu cam nè, những cái tông màu hiếm nè. Đó. Nhìn con này giống như Sphenel luôn nè quý vị. Đó, em đưa gần lại cho quý vị xem ha. Giống y chang Sphenel luôn. Những viên đá của chúng ta nó giống Sphenel mà giá nó thì mềm hơn Sphenel nhiều. Đó. Những viên này mà nhìn ở ngoài là bảo đảm chảy nước. Do cái điện thoại chúng ta đang quay đây là một cái điện thoại Trung Quốc hiệu Realme, nên thành ra là nó cứ làm cho những cái viên đá chúng ta trắng trắng làm sao ấy. Quý vị có thể thấy là nó trắng trắng hay nó sao nó bệt bệt màu ra, giống y như là trong phim mà làm cho cái môi trắng trắng lại nhợt nhợt lại cho thấy là cái cảnh bệnh. Đó, quý vị thấy không? Điện thoại không đẹp nhưng mà đá vẫn đẹp. Và dòng garnet này thì chúng ta có rất là nhiều size và rất là nhiều kích thước. Sự lựa chọn thì đa dạng ha. Thích thì mài dát kiểu, dát chuẩn, dát lõm, dát gì đó LNG tiếp hết. Hết hình vuông, hình chữ nhật gì đó cũng có hết. Đỏ, hai viên hừng tím nè quý vị thấy không? Hai viên garnet hừng tím nè. Đó. Hừng cam luôn nè, muốn thuần cam có thuần cam. Và trong video mà nó đã như thế này thì ở ngoài là quý vị chảy nước với lại ba cái em này liền liền và ngay luôn nè. Chúng ta còn rất là nhiều thôi quý vị ha. Thôi chúng ta đi sơ qua đi, đi sơ bộ qua. Đây là màu tím, garnet vàng có luôn ha quý vị ha. Những cái dòng này quý vị thấy ở trên video của LNG chứ ít khi nào thấy ở trên kênh khác lắm. Hẳn luôn, chắc chắn một điều như thế. Em cố tình làm video này để cho họ bổ sung thêm ấy. Vì kiến thức nó là vô tận. Hiện tại thì kiến thức của LNG cũng chỉ là một cái hạt cát nhỏ bé giữa cái sa mạc mà thôi. Nó thành ra là LNG luôn luôn sẵn lòng là chia sẻ đến quý vị vì cho đi là tất cả mà. Đây quý vị thấy những cái viên garnet nè. Mài bé tẻo tèo tèo luôn. Cái hàng này là 1 ly 6 thôi quý vị ha. Mà quý vị có thể thấy là bên LNG nè. Đó, cái hàng nó đã không.
Nhìn nhức lách không? Đó, hàng 1 ly 6 mà nó đều tâm tấp. Hàng này mà lên kết bộ á, là đính hàng tắm á, tuyệt vời khỏi chê luôn. Đây. Còn cái hàng Binh Sofa này nó có 1 ly rồi ha quý vị ha. Nó có 1 ly à. Ngồi lựa không là muốn lòi con mắt ra luôn. Đó quý vị thấy không? Hàng nhỏ hàng tắm mà nó đều tấm tấp à. Và nói về hàng thiên nhiên hay không á, thì có một số anh chị không hiểu sao cứ hỏi em là hàng bên LNG có thiên nhiên hay không. Vâng, em xin thưa với quý vị rằng là hàng LNG mài ra mà không thiên nhiên nữa thì trên đời này không còn ai bán hàng thiên nhiên cho quý vị xài luôn ha. Và đây là giấy giám định nè. Và hàng của LNG ở đây quý vị có thể giám định bất kỳ trung tâm nào luôn. Em xin khẳng định với quý vị, nãy giờ cái đống hàng của chúng ta quý vị có thể khám giám định bất kỳ trung tâm nào trên thế giới này. Rồi thì hôm nay chúng ta nói về cái chỗ hàng thô rất là nhiều, còn nhiều lắm chúng ta chưa lên hết đâu. Thì ở cái hàng hỗ trợ cho mạng hỏa và mạng thổ thì quý vị có thể là tham khảo ha. Nếu tiện thì chúng ta có thể ghé LNG để lựa những cái viên thật là đẹp. Vì trang sức phong thủy, khi chúng ta mang trang sức, mang những cái viên đá phong thủy bên cạnh chúng ta, đồng nghĩa với việc chúng ta mang theo may mắn bên mình suốt khoảng thời gian dài ha. Bởi vậy chúng ta cần phải có là một là cái món trang sức thật là ưng ý, và hai là viên đá thật là tuyệt vời. Vì phong thủy xài nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta phải thoải mái nữa hả quý vị ha. Và như quý vị cũng biết rằng là bên LNG, những cái con đá thô và những con đá mài ra lên trang sức xong là khai vận cho quý vị, để hỗ trợ cho quý vị thúc đẩy cái tiến trình mà chúng ta vận dụng phong thủy, không phải một ngày một bữa hả quý vị ha. Và điều tuyệt vời hơn hết là nói về trang sức thì em đánh bật hết tất cả các rào cản. Không phải là món trang sức của họ đăng lên hình ảnh cái chiếc nhẫn như thế là chỉ có họ làm được hả quý vị ha. Vâng, nói về mẫu mã trang sức bên LNG, quý vị cứ tham khảo bất kỳ mẫu mã nào trên thế giới này họ làm được, LNG chắc chắn quý vị một điều rằng là LNG sẽ làm đẹp ha. Nó thành ra là quý vị không cần phải hỏi là LNG ơi mình có catalog về nhẫn không. Quý vị cứ tham khảo trên tất cả các trang mạng, cứ tham khảo trên tất cả thế giới, bất kỳ hãng nào, bất kỳ cái món trang sức nào LNG đều có thể làm được cho quý vị. Rồi thì LNG cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì mình vui lòng đăng ký kênh ha, và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về đá, chia sẻ về phong thủy và chia sẻ về chế tác quý vị nhé. Rồi thì LNG xin chào và cảm ơn tất cả các bạn ạ.